Chào các anh chị và các bạn, bây giờ mình tiếp tục phần thứ 12, 50 câu hỏi trong đơn N400. Phần thứ 12, Portrait additional information about you person applying for naturalization. Thông tin thêm về bạn, người mà nộp đơn thi quốc tịch. Answer item number 1 to 21. If you answer yes to any of the questions, include type of printed explanation on an addition sheet of paper. Trả lời câu hỏi 1 đến câu 21. Nếu trả lời có cho bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng đính kèm phần giải thích bằng văn bản trên một tờ giấy riêng biệt. Have you ever claimed to be a U.S. citizen in writing or any other way? Bạn có bao giờ tự nhận là công dân Hoa Kỳ bằng văn bản hoặc một cách nào khác hay không? Thường những câu trả lời này là trả lời là no. Câu thứ hai, Have you ever registered to vote any federal, state or local election in the United States? Bạn có bao giờ đăng ký bầu cử ở địa phương, tiểu bang hoặc liên bang ở Hoa Kỳ không? No, I haven't. Câu thứ ba, Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States? Bạn có bao giờ bầu cử ở địa phương, tiểu bang, liên bang ở Hoa Kỳ không? No, I haven't. Do you now have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? Bạn hiện có hoặc có bao giờ có tước hiệu thừa kế hoặc thuộc một giai cấp quý tộc tại bất kỳ quốc gia nào không? If you answer yes, are you willing to give up inherited title or order of nobility that you have in foreign country that country at naturalization ceremony? Nếu bạn trả lời có, bạn có sẵn sàng từ bỏ tước hiệu thừa kế hoặc một thuộc một giai cấp quý tộc mà bạn có ở một quốc gia tại buổi tiên thệ nhập tịch không? Question 5. Have you ever been declared legally incompetent or been confined a mental institution? Bạn có bao giờ được pháp lý công nhận không đủ năng lực hoặc từng bị quản chế trong một bệnh viện tâm thần không? No, I haven't. Câu số 6. Do you owe any overdue federal, state or local taxes? No, I don't. Bạn có nợ thuế quá hạn của bất kỳ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương không? Have you ever not filed a federal, state or local tax return since you become a lawful permanent resident? Bạn có bao giờ không nộp đơn khai thuế liên bang, tiểu bang hoặc địa phương kể từ khi bạn trở thành thường trú nhân hay không? If you answer yes, did you consider yourself to be non-US resident? Nếu bạn trả lời có phải bạn đã tự nhận mình là không phải là thường trú nhân hay không? Câu số 8. Have you ever called yourself non-US resident on the federal, state or local tax return since you become a lawful permanent resident? Bạn có bao giờ tự nhận mình không phải là thường trú nhân Hoa Kỳ trên hồ sơ thuế liên bang, tiểu bang hoặc địa phương kể từ khi bạn trở thành một thường trú nhân hay không? Câu số 9. Have you ever been a member or involved or in any way associated with any organization, association, fund,
Foundation, Party, Club, Society, or similar group in the United States or in any other location in the world. Bạn có bao giờ là thành viên tham gia vào hoặc trong bất kỳ cách nào liên quan đến bất kỳ tổ chức, hiệp hội, quỹ, câu lạc bộ, xã hội hay một nhóm tương tự ở Hoa Kỳ hoặc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới không? If you answer yes, provide the information below. If you need extra space, tag the name of the other group on the additional sheet of paper and provide any evidence to support your answer. Nếu bạn trả lời có, cung cấp thông tin dưới đây. Nếu bạn cần thêm chỗ điền kèm tên của các nhóm trên một tờ giấy và cung cấp bằng chứng để hỗ trợ câu trả lời của bạn. Name of the group, tên của tổ chức. Purpose of the group, mục đích của tổ chức. Day of membership, ngày trở thành thành viên, từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào. Câu số 10. Have you ever been a member of or in an associated either directly or indirectly with Communist Party, any other totalitarian party, or terrorist organization? Bạn có bao giờ là thành viên của hoặc trong bất cứ cách nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với đảng Cộng sản, bất kỳ đảng độc tài nào, một tổ chức khủng bố? Have you ever advocated either directly or indirectly the overthrow of any government by force or violence? Bạn có bao giờ ủng hộ trực tiếp hoặc gián tiếp lật đổ bất kỳ chính phủ nào bằng vũ lực hoặc bạo lực không? Have you ever persecuted either directly or indirectly any person because of race, religion, national origin, membership in particular social group or political opinion? Bạn có bao giờ bức hại trực tiếp hoặc gián tiếp người nào vì lý do chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất xứ, là thành viên trong một nhóm xã hội cụ thể hoặc quan điểm chính trị không? Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way either directly or indirectly with the Nazi government of Germany, any government in area occupied, allies with or established with the help of the Nazi government of Germany, any Japanese Nazi or SS military units, paramilitary units, self-defense units, vigilante units, citizen units, police unit, government agency or office, extermination camp, concentration camp, prisoner of war camp, prison labor camp or transit camp. Giữa ngày 23 tháng 3 năm 1933 và 8 tháng 5 năm 1945, bạn có làm việc cho hoặc liên hệ với nhưng lại bằng cách nào trực tiếp hoặc gián tiếp với chính phủ phát xít của Đức, bất kỳ chính phủ trong khu vực, bất kỳ chiếm đóng liên minh với hoặc được thành lập với sự giúp đỡ của chính quyền phát xít Đức, bất kỳ Đức phát xít hoặc SS, đơn vị quân đội, đơn vị quân sự, đơn vị tự vệ, đơn vị cảnh vệ, đơn vị công dân, đơn vị cảnh sát, cơ quan chính phủ hoặc văn phòng, trại tù. Trại tập trung, tù nhân, trại chính trị, nhà tù, trại lao động hoặc trại chuyển tiếp không? Đây là kết thúc từ câu hỏi thứ 1, câu hỏi số 1 tới câu hỏi
số 13 trong phần 12 của 50 câu hỏi trong đơn N400. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.